Quý vị và các bạn, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 25/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 32/2014/NĐ-CP ngày 22 tháng 4, 2014 về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường cao tốc. Nghị định này cũng bổ sung quy định về doanh nghiệp quản lý, khai thác đường cao tốc và người quản lý sử dụng đường cao tốc. Theo đó, doanh nghiệp quản lý khai thác đường cao tốc gồm doanh nghiệp dự án được thành lập theo quy định của luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư để tham gia ký kết và thực hiện hợp đồng đầu tư xây dựng, kinh doanh, khai thác đường cao tốc theo phương thức đối tác công tư. Doanh nghiệp thuê hoặc nhận chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường cao tốc theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Doanh nghiệp được nhà nước giao đầu tư xây dựng, quản lý khai thác đường cao tốc. Nghị định quy định Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm phê duyệt phương án, điều chỉnh phương án tổ chức giao thông trên đường cao tốc thuộc phạm vi quản lý, thỏa thuận phương án tổ chức giao thông với Bộ Giao thông Vận tải hoặc Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh khác trong trường hợp đường cao tốc hoặc đường khác do các cơ quan này đầu tư xây dựng kết nối với đường cao tốc thuộc phạm vi quản lý của địa phương mình. Được giao đầu tư xây dựng đường cao tốc trên địa bàn địa phương mình và địa phương khác phải thỏa thuận với Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh có đường cao tốc đi qua trước khi phê duyệt phương án tổ chức giao thông. Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng đã công bố quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thành phố đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, phạm vi lập quy hoạch của thành phố Hải Phòng gồm toàn bộ diện tích theo địa giới hành chính thành phố Hải Phòng đến năm 2020, khoảng hơn 1.526 km2. Mục tiêu trọng tâm quy hoạch chung của thành phố Hải Phòng là cực tăng trưởng quan trọng của đất nước, cửa ngõ hướng ra Biển Đông trên Vịnh Bắc Bộ. Quy hoạch chung thành phố được lập trên toàn bộ địa giới hành chính với tổng diện tích hơn 1.526 km2, có trình độ phát triển cao trong nhóm các thành phố hàng đầu châu Á và thế giới. Quy hoạch xác định tính chất của Hải Phòng là đô thị loại 1 trực thuộc Trung ương, một trọng điểm kinh tế biển của cả nước, trung tâm giáo dục, y tế và khoa học công nghệ của vùng Duyên Hải Bắc Bộ. Quy mô phát triển đến năm 2030 có khoảng 2,8 đến 3 triệu người, tỷ lệ đô thị hóa 74 đến 76%, đến năm 2040 khoảng 3,9 đến 4,7 triệu người, tỷ lệ đô thị hóa khoảng 80 đến 86%. Quy hoạch điều chỉnh định hướng phát triển thành phố Hải Phòng theo mô hình đô thị đa trung tâm và các đô thị vệ tinh với cấu trúc không gian hai vành đai, ba hành lang, ba trung tâm và các đô thị vệ tinh. Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, nửa đầu tháng 5, từ ngày 1 đến ngày 15 tháng 5, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước chỉ đạt hơn 23,8 tỷ đô la Mỹ, giảm hơn 2,8 tỷ đô la Mỹ so với nửa cuối tháng 4 năm 2023 và giảm hơn 4,4 tỷ đô la Mỹ so với cùng kỳ năm 2022. Lũy kế từ đầu năm đến 15 tháng 5, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt hơn 230 tỷ đô la Mỹ, giảm gần 40 tỷ đô la Mỹ so với cùng kỳ năm ngoái. Nhìn chung các nhóm hàng xuất nhập khẩu chủ lực như điện thoại và linh kiện, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, dệt may, giày dép đều giảm sâu so với cùng kỳ năm ngoái. Với quy mô kim ngạch này, những tháng đầu năăm, xuất nhập khẩu chỉ đạt bình quân hơn 51 tỷ đô la Mỹ một tháng, trong khi con số này của cùng kỳ năm ngoái đạt hơn 60 tỷ đô la Mỹ. Hôm nay, Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế đã có văn bản gửi đến Giám đốc Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và các trường đại học, Giám đốc Sở Y tế và các tỉnh thành về phòng chống nắng nóng cho người bệnh và nhân viên y tế tại bệnh viện. Cục Quản lý Khám chữa bệnh đề nghị các đơn vị phải chuẩn bị sẵn sàng thuốc, trang thiết bị, phương tiện cấp cứu tại viện và ngoại viện. Các bệnh viện phải khẩn trương lắp đặt ngay mái che lối đi giữa các khối nhà và tại các khu vực ngoài trời có tập trung đông người nhà người bệnh. Ngoài ra, cần rà soát thực trạng không khí tại các khu vực có nhiều người bệnh như sảnh chờ, hành lang và các khoa điều trị, buồng bệnh, phòng hành chính. Lập kế hoạch bổ sung quạt, điều hòa cho các khu vực cần thiết. Bảo đảm cung cấp đầy đủ nước uống miễn phí cho người bệnh và người nhà người bệnh tại các khoa lâm sàng, sảnh chờ. Đối với các bệnh viện có nguồn lực hạn chế hoặc gặp khó khăn trong công tác đấu thầu, lãnh đạo bệnh viện hoặc lãnh đạo khoa phòng chung tay chia sẻ khó khăn cùng bệnh viện, đầu tư tài trợ quạt, điều hòa. Tình trạng thiếu vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng hiện đang xảy ra ở nhiều tỉnh thành trên cả nước. Trong đó, thành phố Hồ Chí Minh thiếu nhiều vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng như vaccine 5 trong 1. Việc thiếu vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng sẽ làm gián đoạn lịch tiêm của trẻ. Từ đó, trẻ sẽ không được bảo vệ, dẫn đến dễ mắc bệnh do hệ miễn dịch giảm. Cùng với đó là nguy cơ bùng phát những dịch bệnh đã có vaccine. Trong khi đó, việc mua vaccine Bộ Y tế giao về cho các địa phương tự đấu thầu, tự mua, thay vì Bộ Y tế mua và cấp như trước đây.
Thưa quý vị, Hà Nội và nhiều tỉnh phía Bắc đang bước vào mùa nắng nóng với nhu cầu sử dụng điện của các hộ sinh hoạt, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh đều tăng cao. Theo vụ tiết kiệm năng lượng và phát triển bền vững, Bộ Công Thương, hiện mỗi năm Việt Nam tiêu thụ hơn 2 triệu máy điều hòa, với lượng điện sử dụng chiếm tỷ trọng rất lớn trong tổng tiêu thụ điện quốc gia. Với những thách thức đặt ra trong bảo đảm cung ứng điện mùa nắng nóng, sử dụng điện tiết kiệm được coi là một giải pháp mạnh mẽ, cần có sự đồng hành của các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp và đặc biệt là người dân. Thưa quý vị và các bạn, Nhật Bản là một trong những quốc gia đi đầu trên thế giới quan tâm tới vấn đề bảo vệ môi trường với việc phát triển nhiều công nghệ tiên tiến hiện đại. Trong chương trình giao lưu nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản tại Hà Nội, mới đây, một trong những công nghệ mới nhất trong lĩnh vực môi trường của Nhật Bản đã được giới thiệu. Nhưng điều độc đáo hơn là công nghệ này được tích hợp vào những bức tranh trang trí mang đậm phong cách Việt Nam. Những bức tranh với đa dạng chủ đề phong cách nghệ thuật gần gũi với người dân Việt Nam này lại là những thiết bị có khả năng làm sạch không khí, khử mùi, khử khuẩn, không kém gì chiếc máy lọc không khí thông thường. Được in trên chất liệu vải không dệt với công nghệ nano, có khả năng loại bỏ các vi khuẩn và virus với hiệu quả tương đối cao, nhờ đó mà các bức tranh này có tác dụng làm sạch không khí. Trong bối cảnh chất lượng không khí ngày càng ô nhiễm, các loại virus vi khuẩn ngày càng nhiều, đây có lẽ là một giải pháp diệt khuẩn ngăn chặn sự lây lan phát tán của virus, vi khuẩn khá độc đáo, không chỉ mang tính nghệ thuật, thân thiện với môi trường, mà còn không cần sử dụng đến thiết bị điện. Môi trường càng ngày càng có ô nhiễm cũng như dịch bệnh càng ngày càng tăng, thì các nhà khoa học của gọi là bên phía Nhật Bản cũng tạo ra cái sản phẩm nano. EQT nó được tích hợp cái dạng nano ở trên cái nền vải không dệt để tạo ra cái tính năng là liên quan đến việc là nó tự động nó khử bụi và thanh lọc không khí thông qua các sản phẩm như kiểu là các bức tranh. Đấy, các bức tranh hay là các sản phẩm cái treo đèn để hỗ trợ cho cái nền không khí ở trong mỗi một căn phòng ấy, nó sẽ được coi là trong sạch hơn, an toàn hơn cho người sống. Công nghệ của Nhật Bản được ứng dụng vào một sản phẩm nghệ thuật của Việt Nam khiến cho sản phẩm trở nên gần gũi hơn với người tiêu dùng Việt. Những người tới tham quan tìm hiểu sản phẩm rất thích thú khi nó vừa góp phần bảo vệ sức khỏe con người, tiết kiệm năng lượng, lại hoàn toàn có thể sử dụng như một bức tranh trang trí đầy tính nghệ thuật. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một cái sản phẩm nó rất là tuyệt vời và tôi nghĩ rằng là có lẽ công nghệ đã giải quyết được rất là nhiều những cái vấn đề của xã hội. Thứ nhất là tranh có thể diệt trừ khuẩn và làm thanh lọc không khí, nó có thể thay thế những cái máy lọc không khí mà đặc biệt lại không phải sử dụng điện nữa. Nó lại mang một cái giá trị về nghệ thuật rất là cao, nó có thể tích tụ rất là nhiều thứ, 3-4 thứ trong một thứ, thì nó là một cái giải pháp rất là tuyệt vời. Bên cạnh sản xuất những bức tranh in trên vải không dệt, công nghệ nano này còn được ứng dụng trong sản xuất những sản phẩm diệt khuẩn, diệt virus được thiết kế nhỏ gọn, sử dụng ở nhiều vật dụng như miếng dán điện thoại, miếng dán khử mùi tủ lạnh, giúp làm sạch không khí, bảo vệ sức khỏe, góp phần tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 sẽ diễn ra từ ngày 28 đến ngày 29 tháng 6 tới đây. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa phê duyệt phương án ban hành kế hoạch thanh tra, kiểm tra kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, đại học, cao đẳng năm 2023. Về nội dung thanh tra kiểm tra kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ lập 10 đoàn kiểm tra tại 20 sở giáo dục và đào tạo. Trong đó nội dung các đoàn sẽ thanh tra hoặc kiểm tra công tác chỉ đạo, chuẩn bị thi của Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội đồng thi. Về chấm thi, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng sẽ lập các đoàn kiểm tra công tác chỉ đạo, chấm thi và thanh tra chấm thi của Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội đồng thi và các ban liên quan công tác chấm thi. Mỗi đoàn có từ 3 đến 5 người kiểm tra tại các Sở Giáo dục và Đào tạo. Chỉ còn hơn một tháng nữa, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia sẽ chính thức diễn ra. Đây cũng là lúc học sinh khối 12 các trường trung học phổ thông bước vào giai đoạn ôn thi căng thẳng nhất. Thời điểm này, các trường đang tập trung ôn thi cho các em cũng như có các phương án ôn tập định hướng để các em tự tin bước vào kỳ thi. Thời điểm này, hầu hết các trường đã hoàn thành chương trình học và bắt đầu bước vào giai đoạn ôn tập nước rút cho học sinh khối 12. Các kiến thức ôn tập được tập trung vào việc tổng hợp và luyện đề. Với các em lớp 12, đây là thời điểm căng thẳng nhất, mang tính quyết định rất nhiều đến kết quả thi. Các thầy cô thì cũng tư vấn rất nhiệt tình, nhất là việc chuẩn bị cho các kỳ thi, như kiểu kỹ năng thi cũng như là các cô cũng sẽ chuẩn bị một số đề thi thử cho bọn em, giúp bọn em chuẩn bị tâm lý vững vàng nhất trước khi thi. Trong giai đoạn ôn thi căng thẳng, các em rất cần đến sự đồng hành của thầy cô, nhà trường.
Quan trọng nhất có lẽ là việc định hướng ôn thi cho các em, bởi không chỉ tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia, nhiều học sinh cũng lựa chọn tham gia thêm nhiều kỳ thi xét tuyển khác, dẫn đến khả năng các em không phân bổ được thời gian cũng như sự tập trung cần thiết. Việc mà ôn tập cho học sinh lớp 12 được nhà trường định hướng rất là rõ ràng. Sau khi các con kết thúc cái thi học kỳ của tất cả các môn học kỳ 2, thì nhà trường định hướng tập trung rõ ràng vào cái việc mà phân ban cho các bạn. Với những bạn mà chọn tổ hợp thi khoa học xã hội thì sẽ tập trung vào 3 môn, đó là sử địa giáo công dân. Và với những bạn mà chọn môn lý hóa sinh, thì cũng ban khoa học tự nhiên thì chọn vào 3 môn lý hóa sinh. Và việc phân hướng đó được xác định rõ ràng khi mà các bạn đăng ký cái tổ hợp thi tốt nghiệp. Bên cạnh đó thì vẫn tập trung vào cái khối mà các bạn đăng ký thi, đó là khối toán văn Anh hay là toán lý hóa. Nhiều kỳ thi, nhiều phương thức thi kéo theo sự đa dạng và trải rộng của kiến thức trong đề thi rất dễ khiến cho các em mất phương hướng, từ đó dẫn đến sa đà vào những nội dung không cần thiết. Cái việc mà nhà trường định hướng kiến thức cho các con được định hình ngay từ trong năm học, và không chỉ những kiến thức cơ bản mà tập trung vào những nội dung, cái ma trận đề mà Bộ Giáo dục Đào tạo đưa ra để chúng tôi làm sao mà giải quyết tốt nhất cho việc mà củng cố kiến thức cơ bản và nâng cao cho các bạn để hoàn thành cái bài điểm bài thi một cách tốt nhất. Việc hệ thống kiến thức một cách khoa học cũng là một phương án giúp các em định hướng ôn tập hợp lý, đồng thời giảm bớt gánh nặng ôn thi cũng như tạo thuận lợi trong quá trình tham gia các kỳ thi. Trong thời gian này, phụ huynh, thầy cô và nhà trường cũng cần quan tâm động viên, tránh tạo áp lực ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe tâm lý của các em. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội giao Sở Xây dựng phối hợp sở ngành của thành phố tham mưu trình Ban Thường vụ Thành ủy Ban Thành chỉ thị về công tác kiểm tra, quản lý sử dụng hè phố, lòng đường. Cụ thể, Ủy ban Nhân dân Hà Nội giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với Sở Giao thông Vận tải, Sở Quy hoạch Kiến trúc, Công an Hà Nội, Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã tham mưu trình Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành chỉ thị về công tác kiểm tra, quản lý sử dụng hè phố, lòng đường trên địa bàn thành phố. Bên cạnh việc xây dựng kế hoạch quản lý sử dụng vỉa hè, lòng đường, Hà Nội cũng yêu cầu nghiên cứu đến việc kinh doanh vỉa hè, đảm bảo hài hòa giữa an ninh trật tự và phát triển kinh tế đô thị gắn với đảm bảo quyền lợi sinh kế của nhân dân. Để nâng cao chất lượng kinh doanh dịch vụ du lịch và tăng cường công tác quản lý tại đảo Ngọc Phú Quốc, Ủy ban Nhân dân thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang vừa triển khai nhiều hoạt động để đẩy mạnh quảng bá đầu tư, thu hút khách du lịch, thành lập đoàn kiểm tra giám sát giá kinh doanh dịch vụ du lịch, nhất là với các cơ sở kinh doanh nhà hàng, dịch vụ ăn uống. Hiện có khoảng 95% nhà hàng, cơ sở kinh doanh đã thực hiện việc niêm yết giá công khai. Trong tuần qua, đoàn liên ngành chưa phát hiện và nhận được phản ánh nào của du khách qua đường dây nóng về hiện tượng bán hàng chặt chém. Chỉ một vài cơ sở kinh doanh bị nhắc nhở về lỗi niêm yết giá chưa rõ ràng. Thưa quý vị, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số là một trong những ưu tiên hàng đầu của Đảng và Nhà nước ta. Bên cạnh không ít những khó khăn, thách thức khi một số giá trị văn hóa của đồng bào đang bị phai nhạt, bị mất đi, cũng phải ghi nhận những nỗ lực của những tổ chức cá nhân và nhóm cộng đồng dân tộc thiểu số trong việc lan tỏa những nét đẹp làm nên bản sắc của dân tộc, cộng đồng mình. Hà Nội, một ngày cuối tuần. Những người phụ nữ này đang trình diễn và hướng dẫn cho các bạn trẻ ở thủ đô quy trình vẽ sáp ong lên vải. Đây là một trong những kỹ thuật truyền thống đặc biệt của đồng bào Giao Tiền ở xóm Sưng, xã Cao Sơn, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình. Các sản phẩm thủ công truyền thống của người Giao Tiền đều được làm bằng các chất liệu sẵn có từ thiên nhiên và bí quyết được truyền từ đời này qua đời khác. Mỗi họa tiết, hoa văn trang trí trên các sản phẩm thổ cẩm đều mang một câu chuyện ý nghĩa gắn liền với nguồn cội, đời sống văn hóa, tinh thần của người Giao Tiền. Khi mà mình đến với sự kiện này thì mình đã được tìm hiểu về chiếc khăn truyền thống của người phụ nữ Giao Tiền. Trên cái chiếc khăn đấy thì có một cái họa tiết gọi là hoa văn hạnh phúc. Và trong cái hoa văn đấy thì nó sử dụng hai màu chỉ là màu đỏ và màu trắng. Màu trắng tượng trưng cho con trai và màu đỏ cho con gái. Mang cái một cái lời chúc, một cái lời nguyện ước của người mẹ và cũng như cả gia đình là cái người con gái khi đi lấy chồng thì sẽ sống một cái cuộc sống hạnh phúc và đủ nếp đủ tẻ. Đây là một hoạt động trải nghiệm văn hóa nằm trong dự án lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống của người Giao Tiền, được khởi xướng bởi nhóm sinh viên khoa truyền thông và văn hóa đối ngoại, Học viện Ngoại giao, hợp tác cùng doanh nghiệp xã hội Chie Dù Bù Dù Bà. Trước đó, những bạn trẻ này đã trực tiếp lên xóm Sưng để tìm hiểu về nghề thêu dệt thổ cẩm và hướng dẫn bà con cách làm truyền thông cho các sản phẩm thủ công truyền thống. Không phải ai cũng có cơ hội, không phải ai cũng có kinh tế tiền bạc để mà được lên tận trên bản
hay là lên trên xóm Sưng, Cao Sơn để trải nghiệm cái văn hóa của đồng bào Giao Tiền. Thì nhóm chúng mình có đưa ra một cái ý tưởng, đó là có thể đưa những cái văn hóa, đưa bà con cũng như là những cái sản phẩm bà con làm ở trên bản xuống Hà Nội, tiếp cận với cả các bạn sinh viên này hay các bạn trẻ, là những người mà sẽ là những người duy trì học hỏi và hỗ trợ cho những cái đồng bào mà khó tiếp cận với cả truyền thông công nghệ. Một hoạt động có quy mô khiêm tốn nhưng lại mang một ý nghĩa lớn khi những người trẻ cùng gặp nhau ở quyết tâm lan tỏa những giá trị văn hóa đặc sắc vào đời sống. Mình cảm thấy là cái sự lan tỏa về cái giá trị truyền thống của người dân tộc mình là một vấn đề rất là thiết yếu, rất là quan trọng. Không những là làm để đáp ứng nhu cầu sử dụng trong gia đình của đồng bào mình mà mình còn có thể là lan tỏa những cái giá trị văn hóa, những cái câu chuyện, ý nghĩa của nó để cộng đồng mọi người biết tới nhiều hơn. Mình nghĩ là với những cái chương trình như thế này ở Chie, mặc dù cái quy mô nó rất là nhỏ nhưng mà nó cái tính trọn vẹn, tức là nó thực sự là giới thiệu được toàn phần và khách họ cũng có cái thời gian, cái khoảng thời gian để mà họ tìm hiểu nó kỹ hơn về các cái câu chuyện văn hóa đằng sau các sản phẩm thổ cẩm của bà con. Bọn mình sẽ cố gắng phát triển thêm nhiều những cái chương trình như này nữa. Trong công tác giữ gìn, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số, không thể không nhấn mạnh đến yếu tố con người, vì con người luôn là chủ thể của mọi hành động. Khi mỗi người dân trong cộng đồng hiểu rõ sức mạnh của văn hóa dân tộc mình, tự hào về văn hóa dân tộc mình, họ sẽ trở thành sứ giả, chung sức khôi phục, bảo tồn và phát huy những giá trị đó. Chương trình tiếp tục với những thông tin đang được dư luận quan tâm. Thưa quý vị, liên quan đến thông tin một giáo viên trường tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai ở Đắk Lắk đánh vợ gây thương tích phải nhập viện cấp cứu, sáng nay ngày 21 tháng 5, lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk cho biết phòng đang yêu cầu nhà trường báo cáo về vụ việc trên. Thông tin ban đầu, trưa ngày 14 tháng 5, chị H bị chồng đánh bị thương ở vùng mặt phải nhập viện cấp cứu và được chẩn đoán đa chấn thương, xuất huyết kết mạc, vùng đỉnh đầu có khối sưng, kèm theo nhiều vết thương trên cơ thể. Theo thông tin người nhà cung cấp, dù chị H đã nhập viện một tuần nhưng chồng không tới chăm sóc nên gia đình đã làm đơn gửi cơ quan chức năng đề nghị làm rõ, xử lý hành vi của người chồng theo quy định của pháp luật. Tại cơ quan công an, người này đã thừa nhận hành vi đánh vợ và nêu nguyên nhân dẫn đến việc này xuất phát từ những mâu thuẫn trong cuộc sống vợ chồng. Vụ việc đang được các cơ quan chức năng huyện Buôn Đôn vào cuộc xác minh và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Công an thành phố Tân An, tỉnh Long An vừa đang tạm giữ đối tượng Vũ Trung Thắng, 19 tuổi, quê ở Đắk Lắk để tiếp tục làm rõ việc đối tượng đốt xe máy vừa trộm cắp xảy ra vào tối qua trên địa bàn phường 6. Cụ thể, khoảng 22 giờ ngày 20 tháng 5, Công an thành phố Tân An tiếp nhận tin báo từ người dân về việc một đối tượng đang có hành vi đốt xe máy trên quốc lộ 62, đoạn qua phường 6. Khi lực lượng công an đến hiện trường thì phát hiện chiếc xe máy biển kiểm soát 62K3-7337 đã bị lửa thiêu rụi chỉ còn trơ khung. Đối tượng là Vũ Trung Thắng, đốt xe máy liên tục chửi bới, la hét với biểu hiện nghi ngáo đá. Qua xác định xe máy bị đốt là tang vật mà Thắng vừa lấy trộm tại địa bàn phường 3 thành phố Tân An, công an đã tạm giam người này và tiếp tục điều tra vụ việc. Hàng năm cứ vào mùa nắng nóng, những câu chuyện đau lòng liên quan đến đuối nước lại liên tiếp xảy ra. Chỉ trong một ngày tại Hải Phòng đã liên tiếp xảy ra hai vụ đuối nước do tắm sông mà nạn nhân đều đã ở tuổi trưởng thành. Theo thông tin ban đầu, người mất tích là công nhân sinh năm 2003, quê ở Nghệ An. Nam thanh niên này đến bơi ở khu vực gần khu huấn luyện đua thuyền thành phố trên sông Giá, đoạn giáp ranh giữa thị trấn Minh Đức và xã Minh Tân, huyện Thủy Nguyên, rồi mất tích. Đến đêm 20 tháng 5, thi thể người bị nạn mới được tìm thấy. Trước đó, chiều tối 19 tháng 5, một thiếu niên 14 tuổi, trú huyện An Lão, cũng gặp nạn khi đang tắm trên sông Đa Độ. Đến rạng sáng qua, 20 tháng 5, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể cháu T.P.N. và bàn giao cho công an huyện An Lão thực hiện các thủ tục theo quy định. Qua trinh sát nắm bắt tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, Công an quận Tây Hồ, Hà Nội đã tạm giữ đối tượng Sái Thị Hồng Nhung, sinh năm 1986 ở phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, để điều tra về hành vi mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Trước đó, khoảng 0 giờ 45 phút ngày 16 tháng 5, Tổ công tác Công an quận Tây Hồ phối hợp cùng Công an phường Nhật Tân kiểm tra hành chính phát hiện một đối tượng vừa sử dụng ma túy đá tại nhà trọ của Sái Thị Hồng Nhung ở phường Nhật Tân.
Một mũi công tác khác kiểm tra đối tượng Chu Quốc Quyền ở Hà Nội cũng phát hiện Quyền vừa mua ma túy của Nhung. Tiếp tục đấu tranh, tổ công tác đã tiến hành kiểm tra và phát hiện đối tượng Nguyễn Huy Minh, sinh năm 1986, ở phường Bưởi, quận Tây Hồ, có giao dịch mua bán ma túy với đối tượng Nhung. Tại cơ quan công an, Nhung khai nhận do nuôi đông con nhỏ nên đã buôn ma túy sinh sống. Hiện công an quận Tây Hồ đang tiếp tục mở rộng điều tra và triệt phá nhiều ổ nhóm mua bán trái phép ma túy trên địa bàn quận. Trong phần tiếp theo của chương trình, tuyên bố chung hội nghị G7 làm nổi bật vấn đề an ninh kinh tế. Giao tranh bước sang tuần thứ 6, Sudan hỗn loạn, khó khăn chất chồng. Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin quốc tế đáng chú ý. Hôm nay, hội nghị G7 tổ chức tại Hiroshima bước sang ngày làm việc cuối cùng. Trọng tâm hôm nay là cuộc thảo luận về xung đột Nga-Ukraine với sự tham gia trực tiếp của Tổng thống Ukraine Zelensky. Hội nghị đưa ra tuyên bố chung với nhiều điểm mới khi đề cập tới an ninh kinh tế toàn cầu. Thông tin của Bùi Hùng, phóng viên thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam từ Hiroshima, Nhật Bản. Tuyên bố chung đề cập tới nhiều vấn đề quan trọng liên quan đến an ninh kinh tế thế giới, công nghệ số, môi trường toàn cầu, xung đột Nga-Ukraine và vai trò chủ đạo của các thành viên G7 đối với các vấn đề đó. Tuyên bố đặc biệt nhấn mạnh đến lập trường của các nước là tăng cường trật tự quốc tế dựa trên luật lệ, tiếp tục viện trợ cho Ukraine, nỗ lực thực hiện thế giới không vũ khí hạt nhân. Trong nội dung về cấm sử dụng vũ khí hạt nhân, tuyên bố nhấn mạnh những nỗ lực của các bên nhằm thực hiện một thế giới không hạt nhân. Liên quan đến kinh tế thế giới, các nhà lãnh đạo G7 thống nhất tập trung chú ý tới sự biến đổi của nền tài chính thế giới, đưa ra biện pháp thích hợp để duy trì ổn định hệ thống tài chính. An ninh kinh tế được nhấn mạnh nổi bật trong tuyên bố, trong bối cảnh xu hướng một số nước sử dụng đe dọa kinh tế, ảnh hưởng tới quyết định chính sách kinh tế của các nước khác thông qua nhiều hình thức, bao gồm cấm nhập khẩu đang gia tăng, nỗ lực nhằm thúc đẩy hợp tác trong các thành viên G7 nhằm đối phó với xu hướng trên là vô cùng quan trọng. Nguy cơ lương thực cũng là chính sách cụ thể hỗ trợ các nước đang phát triển và mới nổi. Ngoài ra, tuyên bố đề cập tới công nghệ số toàn cầu với việc đưa ra tiến trình AI Hiroshima. Tổ chức Y tế Thế giới WHO đang triển khai một mạng lưới toàn cầu nhằm giúp nhanh chóng phát hiện mối đe dọa từ các bệnh truyền nhiễm, cũng như chia sẻ thông tin để ngăn chặn sự lây lan của những dịch bệnh này. Mạng lưới giám sát mầm bệnh quốc tế sẽ cung cấp một nền tảng để kết nối các quốc gia và khu vực, cải thiện các hệ thống thu thập và phân tích mẫu. Ngoài nhiệm vụ giúp đảm bảo việc xác định và theo dõi các mối đe dọa bệnh truyền nhiễm diễn ra nhanh chóng, mạng lưới này còn chia sẻ thông tin rộng rãi hơn, từ đó phối hợp hành động để ngăn chặn các thảm họa liên quan tới sức khỏe. Mạng lưới này sẽ dựa vào bộ gen của mầm bệnh để phân tích mã di truyền của virus, vi khuẩn và các sinh vật gây bệnh khác, từ đó biết được mức độ lây nhiễm và nguy hiểm của mầm bệnh cũng như cách thức chúng lây lan. Dữ liệu được thu thập sẽ đưa vào một hệ thống giám sát dịch bệnh rộng lớn hơn để xác định và theo dõi các bệnh nhằm ngăn chặn các đợt bùng phát dịch và phát triển các phương pháp điều trị cũng như vaccine. Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết, mạng lưới này đặt ra mục tiêu đầy tham vọng nhưng có thể đóng một vai trò quan trọng trong an ninh y tế khi cung cấp cho mọi quốc gia quyền truy cập thông tin về trình tự và phân tích bộ gen của mầm bệnh như một phần trong hệ thống y tế công cộng. Quân đội Sudan và các lực lượng hỗ trợ nhanh RSF vừa ký một lệnh ngừng bắn nhân đạo 7 ngày có hiệu lực từ ngày mai 22 tháng 5, trong bối cảnh tình hình tại quốc gia này đang vô cùng hỗn loạn. Nạn cướp bóc hoành hành, người dân Sudan đang phải khốn đốn với nguồn lương thực cạn kiệt. Lệnh ngừng bắn mới có hiệu lực vào tối mai tại Sudan tiếp tục do Mỹ và Ả Rập Xê Út thúc đẩy, sau khi các cuộc đàm phán giữa hai bên giao tranh tại Sudan thời gian gần đây không mang lại nhiều tiến triển. Theo thỏa thuận, các bên trong xung đột tại Sudan phải phân phối các hỗ trợ nhân đạo từ quốc tế, khôi phục các dịch vụ thiết yếu và rút lực lượng ra khỏi các bệnh viện và các cơ quan công cộng thiết yếu. Khác với các lệnh ngừng bắn trước đó, thỏa thuận này được giám sát bởi một cơ chế do Mỹ, Ả Rập Xê Út và quốc tế hỗ trợ. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nhấn mạnh, đã đến lúc phải im tiếng súng và các bên phải tuân thủ lệnh ngừng bắn. Lệnh ngừng bắn được đưa ra khi các cuộc giao tranh tại Sudan đã sang tuần thứ 6. Tình trạng hỗn loạn đã xảy ra ở khắp mọi nơi, đặc biệt là tại thủ đô Khartoum. Dự trữ thực phẩm, tiền mặt và nhu yếu phẩm đang cạn kiệt một cách nhanh chóng. Các ngân hàng, đại sứ quán nước ngoài, kho viện trợ nhân đạo liên tục là mục tiêu tấn công và cướp bóc. Sau Jordani, Ả Rập Xê Út, Kuwait, Oman và Thổ Nhĩ Kỳ, hôm qua đại sứ quán Qatar tại Sudan là mục tiêu tấn công mới nhất của các tay súng không rõ danh tính. Các nước Ả Rập, Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh đã lên án vụ việc, đồng thời hối thúc các bên trong xung đột tại Sudan nhanh chóng chấm dứt các hoạt động quân sự, kiềm chế tối đa, tránh các hành động leo thang bạo lực, tôn trọng các thỏa thuận quốc tế cũng như chuẩn mực ngoại giao. Thêm vào đó, các bên tại Sudan cần tham gia nghiêm túc các cuộc đàm phán đang diễn ra tại thành phố Jeddah của Ả Rập Xê Út
nhằm đạt được một giải pháp chính trị toàn diện. Trong khi đó, các cơ quan của Liên Hợp Quốc cũng kêu gọi các bên tại Sudan tạo điều kiện cho việc phân phối các hỗ trợ nhân đạo, tạo một hành lang an toàn cho các hoạt động này. Thưa quý vị, Ấn Độ đang bước vào một mùa hè được dự đoán sẽ nắng nóng hơn bình thường với nhiệt độ ghi nhận những ngày gần đây liên tục tăng. Cục khí tượng Ấn Độ cảnh báo nước này sẽ tiếp tục trải qua đợt nóng, đợt sóng nhiệt dày đặc hơn trong tháng 5 và đặc biệt là ở các bang sản xuất lúa mì trọng điểm ở miền Trung và miền Bắc. Nền nhiệt độ tăng cao bất thường đe dọa sẽ làm giảm sản lượng nông nghiệp cũng như đảo lộn cuộc sống của người dân. Nhiều nơi tại Ấn Độ đang trải qua nền nhiệt độ cao kỷ lục trên 45 độ C trong mùa hè này. Trong vài ngày qua, nhiệt độ ở Uttar Pradesh còn lên tới 44 độ C, ở Punjab và Haryana còn tăng lên 42 độ C. Tại thủ đô New Delhi và nhiều nơi khác cũng hứng chịu đợt nắng nóng khắc nghiệt. Thời tiết cực đoan ảnh hưởng đáng kể tới sản lượng ngũ cốc của quốc gia nông nghiệp này, đồng thời khiến thu nhập của nhiều người nông dân Ấn Độ cũng phần nào bị ảnh hưởng. Chúng tôi đã phải chi rất nhiều tiền cho thuốc trừ sâu và phân bón, nhưng không thu được lợi nhuận. Chúng tôi đã làm việc chăm chỉ, nhưng mùa màng vẫn thất bát vì trời quá nóng. Các chuyên gia cảnh báo, những đợt thời tiết nắng nóng chết người do biến đổi khí hậu đang đe dọa sự phát triển của Ấn Độ, thậm chí có nguy cơ làm đảo ngược tiến trình xóa đói giảm nghèo, y tế và tăng trưởng kinh tế của nước này. Sân bay quốc tế Benito Juarez ở Mexico hôm nay đã được nối lại hoạt động sau nhiều giờ phải đóng cửa do bị ảnh hưởng bởi tro bụi của núi lửa. Theo cơ quan chức năng, sau khi kiểm tra các đường băng và các điều kiện liên quan, sân bay đã được hoạt động trở lại vào lúc 10 giờ sáng giờ địa phương. Sân bay quốc tế này đã phải dừng hoạt động hơn 5 tiếng. Nhiều chuyến bay đã bị hoãn hủy sau đó. Núi lửa Popocatépetl nằm cách thủ đô Mexico City 72 km về phía đông nam, bất ngờ phun nhiều đợt tro bụi từ mấy ngày nay đã làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân địa phương. Một số thị trấn gần đó đã buộc phải đóng cửa, nhiều người phải sơ tán khẩn cấp. Hiện các nhà khoa học đang giám sát chặt chẽ hoạt động của núi lửa này. Tiếp theo là một số thông tin về thời tiết. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày mai thời tiết các khu vực tiếp tục nắng nóng. Tuy nhiên hiện nay một dạnh áp thấp có trục ở khoảng 25 đến 28 độ Vĩ Bắc đang bị nén và đẩy xuống phía Nam. Do đó dự báo từ đêm mai ở Bắc Bộ và Thanh Hóa sẽ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam nên chiều và tối mai ở khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ và khu vực phía Nam của Nam Trung Bộ cũng có mưa rào và dông rải rác. Và sau đây sẽ là những dự báo chi tiết cho các vùng trong cả nước vào ngày mai. Thông tin này cũng sẽ khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Phía Đông Bắc Bộ có mây đêm không mưa, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 39 độ. Phía Tây Bắc Bộ ít mây đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 40 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, ít mây đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, nhiệt độ từ 26 đến 40 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ, có nơi trên 34 độ. Khu vực Nam Bộ có mây, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa